Hello, thân chào tất cả anh em. Chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ sửa cái bóng đèn dây chai này. Bóng đèn này mình đi mua dây chai được. Hôm nay mình sẽ quyết định có một cái cách sửa mới. Mình đã sửa một cách thành công rồi quý vị. Mình sẽ giới thiệu cách sửa của mình hôm nay như thế này nè. Mình đã thí nghiệm được cái trên cái bóng đèn này nè. Đó là cái chỗ cái con led này, quý vị thấy nó cao hơn con led khác. Mình đã thay led nhưng mà mình không có gỡ cái bản mạch này ra. Ha, mình đã thay được cái con led này. Thay được nó luôn. Nhưng mà có là mình không có gỡ ra ha. Và mình thử cho quý vị thấy nó sáng bình thường luôn nè. Cái bóng đèn này nó hư con led này nè, mình đã thay và thay bằng cái cách mà theo Mr. Lành Channel, Mr. Lành nè thôi. Ha, chỉ có mình là thay cái cách này thôi. Đó, mình kim điện vô nè, bây giờ mình sẽ là dặn cho quý vị xem nè, nó sáng luôn nè. Đó, cháy luôn, thấy chưa? Tại vì mình thay vô mà, thay led vô mà, nhưng mà mình không có sử dụng. Hoàn toàn là mình không có tháo cái mạch này ra ha. Mình đã làm mà thử và thành công. Thì mình sẽ quyết định làm tiếp cái vấn đề này trên các bóng đèn khác cho quý vị xem ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đó là tiến hành đó là làm trên bóng đèn to này, thử coi có được không ha quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ đó là mở bóng đèn này ra. Thì mình tiến hành quan sát coi. Trên cái bản mạch này thì mình thấy có chỗ con led này nè. Nó đã cháy tim, còn những con led còn lại thì mình chưa thấy cái gì hết. Cái thứ hai là những con tụ này nó bị bong chóc cái vỏ ngoài, mà thôi mình nghĩ chắc không sao đâu. Ha. Rồi bây giờ mình sẽ đó là tiến hành làm thế này. Đây mình sẽ dặn vô ha. Rồi mình sẽ đó là làm sao đó mà mình khử cái con led này ra. Khử led này ra nha quý vị. Rồi. Phóng to lên. Đây cái con led nó nằm ở vị trí này nè, mình sẽ khử nó ra. Đó. Khử led ra. Mình phải khử được con led đó ra nha. Không khử được rồi không có sửa được đâu. Bằng nhiều cái dụng cụ phải khử nó ra được. Quyết tâm phải khử nó ra. Đấy nó ra nè. Giờ chúng ta cạo sạch cái lớp này đi. Cạo sạch cái lớp cái vỏ trắng trắng này của nó. Nhớ là đừng cho ảnh hưởng tới các con led khác nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đó là sử dụng cái vít này để mà chúng ta thử coi cái đèn nó có cháy không. Bằng cách chúng ta sẽ ghim điện vô. Đây là cái cách thử nha. Mình cũng không khuyến cáo một số bạn làm nếu như mấy bạn mà không cẩn thận. Đây mình sẽ là chọc hai cái này lại coi nó cháy không. Đó cháy nè. Đấy cháy sáng luôn nè. Chứng tỏ là con led này nó hư. Ngoài ra cái con led này là đấy nó sáng nè ha. Rồi vậy là mình xác định được là cái đèn này là nó hư cái chỗ con led đó. Bây giờ mình sẽ thay. Đối với cái con led này quý vị thấy nè, nó có cộng có trừ rất là rõ ràng này. Nè nó có cộng có trừ nè. Đấy. Vì vậy mà chúng ta chỉ cần đó là hàn nó vô ha. Đầu tiên chúng ta sẽ đó là xi chì thêm vô. Chúng ta xi chì thêm vô một chút. Đây chúng ta sẽ xi chì thêm vô hai cái con led đó ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành xi chì. Cho nó vô một chút chì quý vị. Nhớ là đừng có cho nó dính chân qua bên kia nghe, là nó cháy. Nó cháy luôn á. Nó cháy nối tắt luôn á. Đấy vậy là được rồi đó. Rồi giờ tôi ghi điện thử coi nó có nối tắt không, nó cháy luôn không. Cháy luôn không được nha. Rồi không cháy rồi, vậy là ok rồi. Sửa bóng đèn không cháy mà ok mới ghê á. Rồi chúng ta sẽ lấy cái con led ra. Chúng ta sẽ lấy cái con led chúng ta ra. Chúng ta xác định chân âm chân dương nó. Đấy là để này mà xíu phía bên đây. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một con led. Ở đây mình có nguyên cái hộp led thần thánh rồi nè. Đó. Lấy một con ra mình có thử. Mình sẽ lựa con led nào mà nó xịn xịn chút. Đây led này theo mình thấy chắc nó cũng xịn lắm rồi đó. Rồi mình sẽ đo nó coi cháy không.
không cháy, cháy nè. Đấy, cái này như là đúng chân luôn nè, chân dương là bên đây nè, này chân âm. Rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đó là hàng con led này vô. Đấy, hàng con led vô đây, hàng vô chứ không có thay bằng ấy nha, nó hàng vô, hàng bình thường thôi. Cái quá trình hàng này nè nó hơi khó một chút, nhưng mà không phải là làm không được, mình đã làm được rồi, thành công rồi đó. Đây nè, là mình sẽ lấy là đó, nó dính rồi nè, dính chân rồi nè. Rồi bây giờ mình chỉ cần đó là hàng cái chân bên đây nữa là xong. Chân này nó dính rồi, con led này kệ nó nằm ở cái vị trí chổng đầu, chổng đít, chổng mông gì cái kệ nó đi, quan trọng là nó cháy theo là được thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ghim điện thử, không được thì mình chỉnh lại. 2, 3 đó, cháy rồi nè, thấy chưa, đó chổng đít chổng mông vẫn cháy đấy. Cháy rồi đấy, nhưng mà cái con led đó nó chưa có sát xuống. Bây giờ là mình muốn nó sát xuống luôn nè, cái con led này nó lỗi nữa nè. Con led này nó không sáng nè, nãy là mình đã xác định con led này không sáng nữa. Mình sẽ đó là si chì chỗ này lại cho nó dính. Đấy. À quý vị coi lại nè, nó đã sáng rồi nè. Đó. Sáng rồi nè. Thêm con led này đó, mình sẽ thay luôn con led đó ha. Rồi mình sẽ tiến hành thay con led đó luôn, thay trang vậy đó, cách thay giống hệt vậy đó, thử nó ra đấy. Sau đó mình sẽ đó là cho nó vô miếng chì. Cho con led, cho đặng mà cho cái bóng đèn mình nó bền hơn. Còn hôm trước thì mình nói tắt thì xài được thời gian à, là nó đi nữa rồi. Rồi à, cái thành nói tắt luôn rồi. Đấy, cho nó dài ra bên đây. Cái này thì dài qua bên đây, ok. Đó, sau khi mình làm xong thì mình ghim điện vô coi nó có bị dính nói tắt không. Ê, nó nói tắt rồi, nó nói tắt rồi. Không phải nó nói tắt mà là cái bóng đèn này á, nó hai cái này nó nói tiếp với nhau, bóng đèn này chịu không nổi là đứt nè, cho nên mình thay vô đây đi, không phải nói tắt đâu. Hai bóng đèn đó nó song song với nhau. Đấy, cháy đó. Rồi mình sẽ tiếp tục hàng vô. Rồi văng con gái của tôi luôn rồi. Con gái này nó đã sức luôn cái đít của nó rồi. Lấy led khác cái gì hơn. Led này kỳ khôi quá. Thì cái quá trình làm thực tế của mình có những cái lộng trọng thì quý vị thông cảm ha, chứ không phải là làm mà nó mượt đâu. Nói chung là sửa bóng đèn này là nó cũng là cần phải độ tỉ mỉ, nhưng mà mình không có tỉ mỉ tốt được. Xác định cái bóng đèn ở đây nè, độ âm đồng dương nó cái mới được. Đấy. Rồi tiếp tục mình sẽ thay vô con led này lại, đặt nó vô.
chỉnh chưa? À, dính rồi đó. Cái bên này thì mình cho nó vô miếng thiết. Đối với cái trường hợp này mà cái mỏ hàng mà nó càng nhỏ là càng tốt nha. Mỏ hàng của mình thì cái mỏ của nó quá to. Ok. Rồi mình sẽ thử lại một lần nữa coi. Sáng lên đi nào. Đó, sáng bóng đèn kia luôn. Đó, thấy chưa? Sáng luôn rồi đó. Ngon rồi đó. Nhưng mà cái bóng đèn nãy mình thay nó hơi bị lu rồi kìa. Vẫn cháy nhưng mà nó lu rồi. Một ngày nó đứt nữa rồi sao? Thôi kệ đi. Vậy là cũng ok lắm rồi. Đó, sáng tròn luôn nè. Đó, sáng chịu không nổi luôn á. Bây giờ mình đẩy nắp lại mình mới chịu nổi. Quá sáng à. Ok, đây là cách sửa mới nha. Đó. Ngon lạnh tự. Ok dữ vậy. Đó, thấy chưa? Ngon lạnh luôn á. Đây. Được một cái bóng đèn nữa. Oro Super 40W. Oh my god. Đấy. Như vậy là vừa qua mình đã chia sẻ với quý vị và các bạn cái cách để mà mình sửa một cái bóng đèn này ha, theo cái cách mới của mình ha. Thì mình mong rằng cách này sẽ đem lại cho quý vị nhiều cái lựa chọn khi sửa bóng đèn ha. Nếu như cảm thấy hay, quý vị đừng ngần ngại cho mình một like ha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo của mình. Bye bye.